một ngày chú mẹ đi lấy giày gù chị. Hôm nay em trốn mẹ đi mua giày Thì giày bình thường có gì đâu trốn Tại vì em trốn mẹ đi gù chị Trời ơi đậu cái xe trước cái tiệm gù chị Thấy Sài Gòn hoa lệ ghê Hoa cho gù chị lệ cho bông tiếng <laughs> Tết nhất mà còn đi sắm đồ gù chị Em sợ mẹ em lại ca bài ca Tao với ba màn chục năm nay mang con đôi dép này có chết đâu Nhưng mà cái này em đặt hôm bữa chung với cái đôi tông á Là hai tháng rồi đó mà không có ra lấy Tại là bông lúa đó Lâu lâu mới mua đồ hiệu là phải quay clip Mà quay clip là mẹ thấy sợ mẹ chửi Nên là để cho tiệm gù chị là giữ hàng hai tháng nay Tính bùm hàng luôn á Bùm hàng ai bùm hàng gù chị là chắc chấn động Sài Gòn Mà sực nhớ ra là chuyển phản rồi hai chục triệu chín trăm năm ngàn cứng ngắc tính trả giá mà đâu có giá <laughs> trời ơi, lâu lâu mới mua được đôi giày gù xị mình phải thử kỹ đó mọi người ơi xem đế giày mới này mọi người đó tiếc ghê đôi giày gù chị cũng nhảy như vậy bình thường à chứ không có nhảy cái lên nóc nhà được em thử xong em tính cái lấy cái túi lúc rì của em ra bỏ vô sách về mà bạn nhân viên bạn kêu để bạn đóng hộp cho trời quên tưởng đang ở ngoài lại đường tính bỏ vô bị đem về cho gọn đỡ mất công mấy bạn đóng gói rồi lộn xộn ngồi thấy chai dầu thơm đẹp nữa niệm chú để tỉnh táo trước chai nước hoa dầu gió cù là vui nhà vui cửa mẹ ơi cái chuyện là mà lấy giày này con cũng không mong muốn nha tại con lỡ cọc rồi giờ mà không lấy là phung phí á mẹ vậy con tiết kiệm là hút sạch mà à bạn nhân viên này bạn mua quần bông của mình đó mọi người ai à, được cũng quần bông thôi rồi em xong xuôi em xách cái túi gù chị về cảm ơn mấy bạn đã giữ cái đôi giày của mình tới hai tháng mà rồi mà đợt trước lúc em làm cái đôi tông gù chị đó trời ơi mọi người cười em nói hả tự nhiên vô gù chị mà mua cái đôi tông ai ngờ đâu cái sự hèn của tôi nó tôn lên cái sự sang của cái đôi dép đó mọi người tới hỏi đôi đó quá trời mà khoan sao chưa chịu về mà còn ngồi đây rồi móc cái vớ ra mang vô chân <laughs> đã đoán được gì chưa không hiểu là lý do gì hay là ai suối em mà em nảy ra một cái ý tưởng là em sẽ mang cái đôi giày gù chị trước cái tiệm gù chị này luôn trời ơi đường xá xung quanh người qua người lại ai cũng có nỗi tâm riêng của mình đừng ai chú ý tới em nha mọi người trời quê quá kiểu giống như là mới mua được đôi giày gù chỉ cái muốn mang diễu hành khắp phố cho người ta thấy hay sao á rồi cái bài dép đen thích nha được nằm trong cái hộp gù chỉ vậy đó hồi nãy quên không có cho đôi gù chỉ đụng đất nhiều đụng nhiều đất nó sẽ bị nhiễm bụi trần gian ủa alo rồi mua luôn cái chai này luôn á trời hồi nãy niệm thần chú mà không có thành công nói chứ đem ra diễu hành vậy chứ vẫn phải nâng niu một chiếc xe số nằm dưới chân lần đó thôi bao lại cho nó tránh khỏi khói bụi thế gian đi nhưng mà như vậy là không có khoe đôi giày được thì đó tự nhiên đi diễu hành mà che người ta lại tháo ra đi cha đó vậy nè phải hay không mình bước tới đâu mình chảy khăn tới đó trời ơi chứ hồi mỗi lần bước dính đất là hết trăm ngàn rồi đó vừa bước vừa tập thể dục gặp bụng luôn đi từ cái chỗ bậc thang ra tới chỗ chiếc xe bà người ta chạy ba vòng phố đi bộ trời ơi để quên cái túi trời ơi gù chị mãi đỉnh nó in dấu lên cái khăn luôn rồi thôi bây giờ em về kia mọi người ngắm như là đôi giày trước khi em bê nó về nhà nhét dung tủ hai lần này túi vẫn bự và vẫn chưa có xe hơi nha mọi người mỗi lần mà muốn dừng lại em kiểu trời ơi muốn dám chống cái chân xuống đất chống một chút xíu cái mũi thôi mà đã thấy sót rồi đó hơi bị giờ bẻ chân chút xíu thôi rồi em lót nhẹ cái khăn cho bé gù trị thôi tại sợ nó ám mùi mấy đôi dép khác á mọi người để tránh khỏi giờ bẻ mỏi khớp thì em đã nghĩ ra cái cách này đó thì mình sẽ để chân xuống đường thoải mái luôn tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết em mà tự nhiên nghĩ lần sau mua xe ba gác đi đi mình khỏi mất công chống chân phải không sau đó em về tới nhà thì có hai người đã chờ sẵn để hộ tống em lên nhà nhất quyết là đôi giày này không được nhiễm bụi trần mọi người à cái hành trình mà lên được tới nhà cũng khá là gian nan đó cái xe nó phải chuyên chở một khối lượng quá nặng cho nó bị lạng tay lái hoài à sau đó em quyết định dùng mông để di chuyển qua ghế sofa và lột cái đôi gù chị ra cất vô trong hộp kết thúc cái hành trình mà em thỉnh nó từ quận nhất về tới nhà rồi tự nhiên đi mua cái đôi nàng chi vô cho cực vậy này trời nhưng mà đường cái lúc nào em đi xa về em cũng có quà cho bạn bè đó thì cái khăn in họ tiết gucci nãy đó em tặng cho bông non với bông ly mà nó đâu có chịu lấy <laughs> dở ghê clip này mà lên sóng hả điểm khăn này để bán đấu giá cũng được mấy chục ngàn đó bye bye mọi người nha vào bữa tết về nhà mang cho coi